Chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team Công Vinh đây. Thì cái clip ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người là nhắc đến sự thụ phấn thì cần những cái loại thụ phấn. Thì loại ong thì mọi người biết nhiều rồi, thì ngoài loại ong thì còn những loại gì nữa nha. Thì mình sẽ cố tìm trong vườn để mình quay cho mọi người xem nha. Đây, thì loại ong là đây mọi người nhìn này. Đấy, thấy loại ong chưa? Ok, chị Giang chặn cái clip ong dưới sữa vào nha. Đâu rồi? Đây. Con ong rất nhỏ nhỏ này. Con này mấy con ong. Nhỏ nhỏ này. Vườn mình rất nhiều. Hoa, bởi vì mình trồng hoa ấy. Nó giúp cho vườn mình thụ phấn đây, mọi người thấy hoa vườn mình đây. Đó, vườn này không đẹp luôn, đây hoa này, đây hoa này, hoa này, hoa này. Ra đây mấy bữa có cái con chim ruồi, không phải chim mà là cái loài vậy ta, cái loại bướm nhiều chờ mình, giờ cái giờ này mình tìm không ra nó. Nó giống như con chim hút mật ấy, cái mõm rất dài này, nó hay bu và nó hút cái loại hoa đặc sắc này. Này, nó hay hút vào cái vườn mình lắm. Giờ thì mình tìm cố tìm mà không ra. Ngồi cái ở Việt Nam mình thì ngồi cái loài ong nhé, thì còn loài bướm nữa, thì sao rồi nha. Đây ong đây mọi người, này ong mật đấy, nó đang bung lại cái hoa này, là cái cam mà cái sợi bông phía phòng cam này là có mật, có đường cho nó bung lại đây. Đây đây là một loài thụ phấn này mọi người, thấy chưa nha. Đang ngồi cái loài mà bướm là bướm rùi, mình tìm hôm nay mình tìm kiếm thấy nó thôi, thì có loài bướm thường là mọi người thấy nó đang bay nè. Đây bướm này con bướm mọi người sẽ thấy rất nhiều. Vô clip mọi người nó khó thấy nhưng mà nó cực thích là hoa, bởi vì chỗ này mình trồng hoa rất là nhiều. Lát lát hoa. Thì có những loài bướm. Đâu rồi? Thì nó sẽ giúp thụ phấn, một loài thụ phấn của vườn mình là loài bướm nè. Đây, sinh vật này đây. Sinh vật mà thấy bay nhỏ nhỏ dưới nè. Thấy bướm chưa? Đấy. Thì đấy là một loài thụ phấn nữa ở vườn mình. Còn ngồi ra nãy cái có một cái những con kiến ấy, kiến thì ở trong cái đám này thì tìm ra kiến để mình tìm khác ra kiến thử không. Đây này con ong này, những con ong mà mấy bà ong thì rất nhiều nhá. Này bu thụ phấn hút mặt hoa này. Nhỏ lắm, vô clip biết mọi người khó thấy đâu. Thì đấy, thì ngồi những cái loài mà ong này, bướm này, thậm chí chung chung này, hay là kiến này, thì vườn, hay là những cái loài khác như chim hút mật, hay là chim thụ phấn, những loài chim bé mà mọi người thấy cái mũi, cái mỏ nó rất là dài luôn. Ở Việt Nam mình thì không có loài đó. Nam vừa mình mới bữa mình thấy, hôm nay mình kiếm không có ra, nhưng mà có cái loài bướm nhưng mà nó cực giống con chim hút mật luôn, là cái mõm rất là dài nè. Mình lúc đầu mình tưởng chim hút mật nó bu mấy cái hoa mà ngũ sắc ấy, mình mới quay lúc nãy ấy, rất là nhiều. Thì đây thì cái clip này thật ra thì có thêm cái loài kiến phải đây thì mình quay tạm cái kiến ở đây cũng được. Thật ra nãy trên cái đây mọi người thấy trên kiến trên cái hoa này,
bởi vì cái nó vì sao nó thu hút cái loài này, bởi vì những cái loài hoa nó có mặt. Mấy người thấy kiến bò chưa, thấy kiến không, đừng nó không thấy nha. À, nè kiến bò nè không à, đấy nó là cũng cũng là một loài thụ phấn luôn. Thì thật ra những cái loài thụ phấn thì nó đơn giản là vì nó đi kiếm thức ăn đúng không, thì những loài hoa thì cũng có mặt, thì nó tới đó nó hút mặt thì cũng vô tình là nó mang theo hoa phấn luôn, rồi nó qua hoa khác thì nó thụ phấn thôi, đơn giản vậy thôi. Thì ngoài loài ong thì mọi người hay biết thì có loài bướm, rồi chim, chắc loài chim thụ phấn, rồi hoặc loài nữa là loài kiến, thậm có loài sâu bọ nữa, nhưng mà có loài sâu bọ nữa, nhưng mà sâu bọ thì mình chưa có tìm ra loài đá, nhưng mà bốn cái loài mà chủ đạo ấy là ong, kiến, bướm và có loài chim hút mật nhé, ở vườn mình là bốn cái loài mà có tác dụng trong sự thụ phấn nhiều nhất nhá. Rồi clip này thì mình cũng đi kiếm quanh vườn rồi đấy, nhưng mà chỉ được chân đáy thôi. Hôm nay xong tụi nó không xuất hiện rồi, khi nào tụi nó xuất hiện mình quay tiếp cho mọi người, nó thật sự nó rất đẹp rồi. Chào mọi người nhé.